thập phương thường trú tâm bảo, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con Nguyễn Hánh Ngọc xin phép được đọc bài kệ phẩm thứ 12. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thấy nghe một niệm chi ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Họ rồng họ thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều dù tội dữ. Trẻ thơ trên mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ giọt già. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nhằm giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ, hoặc tô đại sĩ hình, cảm tương chiêm lễ biệt chẳng đành. Thầm môn ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, sầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát phước đời trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra đa cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đứng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong bước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tục kinh sách, muốn đổ chúng sanh khỏi tai ách. Giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó là mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các quả củ, dùng chén nước trong bảy trước tượng. Cách một ngày đêm bưng lấy uống, sinh lòng ân trọng cứ ngũ tân. Rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh. Chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện. Thức rồi liền đẳng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai. Nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn. Thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau. Cửa nhà họa hoạn người liền nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc. Cầu muốn hỏng mưa chẳng được nào, giúp lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài. Bao nhiêu việc ác thấy tiêu ngay, nhân đến chiêm bao đều ăn cả. Quỷ thần phò hộ quá dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng. Cầm thú độc uy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió rũ. Nhiều nỗi gian nan vốn không lường, sắp sửa ra đi đối chư tượng. Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong. Ác tai tiêu sạch thường ác sướng, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ. Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật trắng rồi. Tổng nguyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh. Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hướng đều lành. Nếu hay đem công ngồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh từ khỏi. Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin hồi hướng hết các công đức học thuộc bài kệ này cho tất cả chúng sinh trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nguyện cho các chúng sinh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, phúc đức, có duyên với Tam Bảo. Địa Tạng Bồ Tát phát tâm báo ơn, hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.